Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Si. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục quần gió đồng giá 200.000 một chiếc và đã bao gồm phí ship. Thời điểm hiện tại sẽ là cái thời điểm rất là thích hợp để quý anh chị chúng ta sắm những món đồ như quần gió, áo gió phục vụ cho bản thân cũng như là các thành viên trong gia đình để chuẩn bị đón cái đợt không khí lạnh sắp tới. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên. Và trước khi đến với sản phẩm đầu tiên thì quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để được sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si sẽ là từ 8 giờ sáng đến 23 giờ tối và trừ khoảng 1-2 tiếng nghỉ trưa ra. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên của chúng ta sẽ là một con quần gió đến từ thương hiệu Puma. Quý anh chị có thể thấy là trên quần đã được thêu thương hiệu, cái logo của thương hiệu như này. Đây sẽ là một con quần gió của Puma, thiết kế là thiết kế quần suông đơn giản, màu đen phối với các cái họa tiết được kẻ màu hồng như thế này. Con này sẽ là một con quần gió một lớp tương đối là mỏng nhẹ thôi, mặc con này cực kỳ thoải mái. Con này sẽ thích hợp cho quý anh chị chúng ta mặc ở nhà cũng như mặc đi tập các thứ, mặc tập thể dục thể thao hoặc là chơi thể thao các thứ. Ok, con này mã là G181, chiều dài sẽ là 93, bụng là 70-92, đùi là 30 và ống là 21. Con này sẽ là một con tương đối dễ mặc cho quý anh chị, nó chỉ có cái màu phôn đen như này thôi. Đây, túi các thứ đầy đủ, độ mới còn tương đối cao và cái độ co giãn của cái chuôn quần chúng ta vẫn còn rất là ok. Rồi, mã là G181 ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con màu ghi. Tiếp theo là một con màu ghi. Rồi con này như là quý anh chị đợi một chút ạ. Con này chúng ta là một con của Global Work. Quý anh chị có thể thấy cái tag được may ở bên trong như thế này. Ở đây sẽ là một con quần gió tương đối là dày dặn cho quý anh chị. Màu ghi này cũng là một cái màu rất là dễ mặc. Quý anh chị có thể thấy cái chất của nó sẽ là một cái chất tương đối là co giãn này. Những cái chất co giãn như thế này thì quý anh chị chúng ta mặc sẽ rất là thoải mái và đảm bảo là cái chất này chúng ta có thể là giặt máy giặt thoải mái, không bay không xù. Rồi thiết kế của nó sẽ là cạp chun như này. Chúng ta có một cái cúc ở đây và có một cái đai nhựa, nó trông cũng rất là hay. Con này khá là lịch sự, khả năng là có thể là mặc ở nhà cũng như là mặc đi chơi được luôn. Anh chị có thể thấy đây, tầng trạng diện mạo bên nó sẽ là như thế này. Con này cực kỳ ok, còn khá là mới. Mã sẽ là mã G182, chiều dài là 95, bụng là từ 80-98, với chị có thể mặc vừa, đùi là 28 và ống sẽ là 17. Con này mặc lên form sẽ khá là ôm, nghĩa là mặc nó sẽ khá là trông nó vừa vặn thôi, nó sẽ không phải là cái dáng rộng. Rồi đây quý anh chị có thể thấy này, đây sẽ là một cái màu mặc lên phối đồ các thứ khá là ok cho quý anh chị. Mã là G182. Con này cực kỳ dễ mặc và độ mới còn rất là cao. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một con màu kaki như thế này. Một con gió màu kaki. Đây, con này sẽ là một con gió của Adidas. Chúng ta vẫn còn cái tag của Adidas như thế này. Rồi một cái tag trông đã rất là uy tín. Rất là xin lỗi quý anh chị. Đây, con đáp này sẽ là một cái con form dáng tương đối là rộng. Con này sẽ mặc theo cái form là rộng rãi một chút. Tuy nhiên con này chúng ta sẽ hơi bị loang màu ở đây một chút, nhưng mà nó không có vấn đề gì cả. Tổng thể thì vẫn rất là ok. Một vài điểm loang màu ở hai bên ống quần thôi. Chúng ta có một cái tag của Adidas ở đây. Rồi, con này tương đối là ok. Ở đằng hai bên sườn này chúng ta có cái thiết kế kẻ ba cái đường kẻ sọc đen như thế này, tạo cảm giác cho cái quần này trông nó cũng rất là phong dáng thể thao. Trên này cũng là một cái tag của Adidas này. Thiết kế cũng khá là hay. Con này sẽ là một con quần gió hai lớp tương đối là dày dặn. Đằng bên trong nó sẽ có thêm một cái lớp lưới như này, mặc tương đối là ấm. Rồi, độ chắn gió của các cái chất liệu này thì khá là ok và cái độ bền cũng tương đối cao cho quý anh chị. Màu này sẽ là cái màu kaki, mặc tương đối là dễ thôi, không lo là mình không phối được đồ đâu. Mã bên nó sẽ là mã G100 bao nhiêu đây? Chúng ta sẽ có mã là G183, chiều dài là 103, bụng là 74-94, đùi 30 và ống là 22. Rồi, quá ngon cho một con hàng của Adidas như thế này. Tiếp theo này chúng ta sẽ có một con màu đen. Một con màu đen và phối cái tên thương hiệu người ta làm màu tím như thế này.
cũng khá là hay. Con này sẽ có mã là G184, chiều dài là 104, bụng là 64-90 và đùi là 31. Con này mặc lên form cũng là một cái form, cũng là một cái kiểu mặc ôm, khá là ôm một người thôi, nó không phải là quá rộng. Ở đằng ống gấu quần chúng ta sẽ có một cái thiết bị để điều chỉnh sao cho nó vừa với cái chân của bé anh chị. Rồi, con này sẽ là một con của Glimmer đây, tác ở bên trong vẫn còn đầy đủ cho bé anh chị. Con này sẽ là một con chất liệu gió một lớp rất là mỏng nhẹ thôi. Con này sẽ thích hợp chúng ta mặc trong cái tiết trời mà nó se se lạnh một chút, không lạnh nóng. Độ chắn gió thì đảm bảo là ok, mặc những con quần này chúng ta sẽ có cái cảm giác rất là thoải mái. Anh chị có thể là chúng ta mặc đi ngủ hoặc ở nhà vẫn rất là ok. Đây, đảm bảo là chất gió cực kỳ là mềm mịn, mướt tay cho quý anh chị. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một con màu đen tiếp này. Chúng ta sẽ có một con màu đen của Under Armour. Đây, tác vẫn còn nguyên lành, ngon lành, tình đào cho quý anh chị. Con này sẽ là một con gió hai lớp. Ở bên trong chúng ta sẽ có một cái lớp nỉ như thế này. Con này mặc thì đảm bảo là ấm rồi. Tuy nhiên thì cái logo phần in của thương hiệu thì nó hơi mờ một chút, nhưng mà không sao cả, không vấn đề gì cả, vì chất liệu con này khá là ok. Con này sẽ có mã là G185, chiều dài là 102, bụng là 66-94, đùi là 29 và ống là 18. Con này tương đối ổn cho quý anh chị, trừ một cái nhược điểm của nó là hình in hơi mờ một xíu, không vấn đề gì cả. Còn về chất liệu các thứ là ok. Con này cực kỳ mỏng nhẹ, mềm mại và đặc biệt nó hai lớp nên là quý anh chị yên tâm về cái độ dày dặn, chắn gió của nó. Mặc tương cực kỳ là ấm áp. Ok, cái mã là G185. Tiếp theo này, lại là một con màu đen. Con này sẽ phối phối cái màu, cái đường chỉ nó tím tím như thế này. Con này cũng là một con tương đối là đơn giản thôi, một con của Area. Con này sẽ là một con thiết kế khá là hay. Đặc ống của chúng ta sẽ bên trong còn thêm một cái ống nữa. Cái ống này nhỏ hơn, đảm bảo để cho chúng ta gọi là chắn gió chống lạnh. Đây, hai ống, một ống này sẽ là một lớp nỉ như này, bên trong mình có thêm cái ống này nữa. Cái ống này nó sẽ bó chặt vào chân hơn. Thì mình sẽ có tổng cộng nó là 3 lớp, nên là quý anh chị yên tâm về cái độ ấm áp bên này. Rồi, con này sẽ có mã là G186, chiều dài là 99, bụng là 72-96, đùi là 26. Cái ống này thì anh quý anh chị yên tâm là chúng ta vừa thoải mái. Con này sẽ là một con form dáng suông, mặc cực kỳ là rộng rãi cho quý anh chị. Đằng sau chúng ta có một cái túi như thế này. Yên tâm về chất liệu gió trong những cái sản phẩm ngày hôm nay, chất liệu gió tương đối là ổn định. Tuy nhiên con này chúng ta có một cái lỗ nhỏ, không biết quý anh chị có thể thấy không. Cái lỗ cực kỳ nhỏ như cái đầu tăm thôi. Đây, ngoài ra nếu không để ý thì không vấn đề gì. Nếu như mà quý anh chị chúng ta bỏ qua được cái lỗi đó thì con này sẽ là một con tương đối là ổn định trong buổi live ngày hôm nay. Quý anh chị có thể là nhấc cái nó luôn. Rồi tiếp theo này, chúng ta sẽ có một con màu đen như thế này. Một con màu đen form dáng là cái form dáng ôm, chân gấu sẽ là bo chun như thế này. Đó, đây sẽ là một con form tương đối là ôm, mã G187, chiều dài sẽ là 90, bụng là 66-88, đùi là 25. Ấm chun này thì chúng ta vừa thoải mái không sao. Con này sẽ phù hợp cho các bác nào mà chúng ta cao cao gầy gầy một chút, mặc con này sẽ rất là ok, cực kỳ là lên dáng cực chuẩn luôn. Đây, đảm bảo đủ độ ấm cho quý anh chị. Và con này sẽ là một con tương đối co giãn. Đó, chất liệu thì cực kỳ là mềm mịn, đảm bảo là con này sẽ rất là bền. Rồi nó sẽ là một cái chất liệu hai lớp, bên trong sẽ là một cái lớp nỉ như thế này. Con này thì là của Uniqlo, quý anh chị có thể thấy tác ở đây. Rồi mã G187, một con form tương đối là ổn định cho quý anh chị. Form lên form khá là ôm này. Rồi con này thì có thể là mặc ở nhà hoặc mặc đi chơi cũng được. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con trông có vẻ là rất là hầm hố. Con này trông tương đối là năng động. Ở đây sẽ là một cái con chất liệu gió vải bóng như thế này. Quý anh chị có thể thấy tương đối là bóng. Nếu mà quý anh chị chúng ta thích những cái kiểu mà nó trông nó hơi hay hay, trông nó năng động như thế này, có thể nhận em này. Con này sẽ có mã là G188, chiều dài là 104, bụng là 84, đùi là 32 và ấm của chúng ta sẽ là 21. Đây, con này sẽ là một cái form mặc dáng rộng, tương trông khá là hầm hố, năng động, trông rất là chơi chơi. Nếu mà quý anh chị chúng ta thích những cái kiểu dáng như thế này thì có thể nhấc em này, đảm bảo về chất lượng thì không cần phải bàn rồi. Đây sẽ là bên trong nó sẽ là lớp
có một cái lớp nỉ như này đảm bảo là ấm áp. Đây, lên con này lên form thì cực kỳ là hay ho cho quý anh chị. Mã là G188, con này cực kỳ chất luôn. Anh chị có thể nhìn kỹ cái thiết kế cạp của nó này. Chúng ta sẽ có thêm một cái đai ở đây nữa, trông rất là ngầu. Đó, con này thì đảm bảo là mặc đi chơi các thứ còn thoải mái luôn. Chất liệu gió này cũng là một cái chất liệu chắn gió cực tốt cho quý anh chị. Rồi, mã sẽ là G188. Ok, tag của em nó đây. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo. Quý anh chị có thể thấy cái tag rất là dài và rất là dày dặn như thế này. Uniqlo, con này sẽ làm con rất là đáng tiền cho buổi live ngày hôm nay. Rồi, tiếp theo này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con cầu rêu, một con cầu rêu phong dáng tương tự như con màu đen rồi. Đây cũng là một con của Uniqlo thì phải. Đúng rồi, đây chúng ta cũng lại còn một con của Uniqlo form dáng tương tự như con đen vừa rồi. Đó, con này màu rêu và cái độ bóng của nó thì không bằng con vừa rồi. Con này sẽ là một cái con không bóng. Ở form dáng của nó cũng là một cái form dáng rộng, mặc lên cũng cực kỳ là trông rất là chất chơi. Đó, cái anh chị chúng ta có thể, đặc biệt là anh chị nào mà chúng ta hay nhảy nhót các thứ thì những cái con quần như này sẽ rất là hữu ích cho quý anh chị. Rồi mã sẽ là G189, chiều dài là 107, bụng là 90-98, đùi là 32 và ống là 22. Đây, nguyên trạng của em nó như thế này còn khá là mới. Nếu mà quý anh chị chúng ta đang tìm mua những cái sản phẩm mà form dáng để mặc thoải mái sao cho mình có thể hoạt động này, hoặc là tập thể dục thể thao thoải mái, thì quý anh chị có thể là lựa những cái con như thế này. Mã là G189. Con này khá là ok cho quý anh chị. Một con hàng chính hãng của Uniqlo. Rồi, tiếp theo này mình sẽ có một con màu kaki như thế này. Con quần gió kaki này thì sẽ là một cái thiết kế hai lớp này. Bên trong sẽ là lót một cái lớp lưới như thế này. Con này thì đảm bảo về cái độ chắn gió khá là ok. Và khả năng là đây một con của Hanten. Quý anh chị có thể thấy là cái thương hiệu đã được gắn ở trên như này. Hanten thì nó là một cái thương hiệu nội địa của Hồng Kông. Ở đây bên trên đai thì nó lại có thiết kế một cái khóa nhựa như này, trông cũng khá là hay. Những cái thiết kế này trông rất là trẻ trung, thì quý anh chị đảm bảo quý anh chị nhận con này về sẽ rất là ưng ý. Đó, từ màu sắc cho đến kiểu dáng tương đối là dễ mặc dễ phối. Mã sẽ là G190, chiều dài là 101, bụng là 68-84, đùi là 31 và ống là nhỏ hơn 23, thì chúng ta có thể là mặc đêm này. Đó, con này cực kỳ đẹp luôn, quý anh chị có thể thấy, có thể dơ toàn trạng cho quý anh chị xem này. Rồi, và toàn bộ các cái thông số của sản phẩm thì nhà sành Đồ Si đã ghi ở phía bên tay trái màn hình của quý anh chị. Chúng ta chủ động là đo đạc lại các quần áo cũ của mình, những cái sản phẩm mà nó vừa vặn với kích thước của quý anh chị thì chúng ta sẽ lựa chọn ra được những cái sản phẩm mà nó phù hợp với bản thân mình. Đây, con này sẽ là một con rất là ok trong buổi live ngày hôm nay, mã là G190. Rồi, tiếp theo này chúng ta sẽ có một con của Gu. Đây, quý anh chị có thể thấy một con hàng của nhà Gu. Rồi, con này sẽ là một cái form dáng tương đối là ôm. Đó, con này sẽ là một con mặc kiểu hơi ôm một chút. Con này sẽ thích hợp để chúng ta mặc đi làm luôn. Quý chị có thể thấy cái thiết kế của nó rất là lịch sự như thế này. Và cái chất liệu của nó cũng là một cái chất liệu tương đối dày dặn, co giãn nhẹ thôi. Con này mặc lên thì sẽ rất là nhẹ nhàng. Quý chị có thể thấy cận chất của em nó như thế này. Đây, toàn trạng đây. Mã là G191, chiều dài là 96, chiều đường bụng sẽ là 78-88, đùi là 28 và ống là 17. Con này cực kỳ đẹp mà không hiểu sao hiện tại nó vẫn còn nằm ở cửa hàng như thế này. Đây, con này cực kỳ tuyệt vời, độ mới còn rất là cao và đảm bảo là không có một lỗi lầm gì cả. Đây, quý anh chị có thể thấy con này mặc đi làm rất là thích hợp. Nếu như mà quý anh chị đã chán những cái quần Âu này, quần jean, chúng ta có thể đổi sang những cái dạng chất liệu gió như thế này, mặc đi làm vừa lịch sự mà lại còn rất là thoải mái nữa. Rồi, cái độ chống chắn gió cũng rất là cao. Mã là G191. Đó, nếu anh chị ưng thì có thể là liên hệ cho sành Đồ Si để đặt con này. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có một con này thì sẽ là một cái màu xanh than. Con này màu xanh than, quý chị có thể thấy em này sẽ là một cái thiết kế tương đối là nghịch nghịch một chút. Con này khá là hay, ở hai bên nó sẽ là có những cái túi hộp như này. Thiết kế quần này giống như kiểu dạng những cái quần bảo hộ thì phải.
Đó, đây là một cái thiết kế của outdoor. Mã sẽ là G192, chiều dài là 94, bụng là 72-90, đùi sẽ là 29. Cái ống của chúng ta sẽ là cái ống chun như này, còn cực kỳ co giãn luôn. Đây là một sản phẩm của Outdoor Product, quý anh chị có thể thấy cái thiết kế này cực kỳ hay. Nếu như mà quý anh chị nào mà chúng ta hơi năng động một chút, nhất là thích theo những cái form, những cái xu hướng thời trang nó như thế này, thì quý anh chị đừng ngần ngại đặt ngay em này mặc lên người sẽ rất là đẹp. Và cái chiều dài của nó cũng là một cái chiều dài vừa phải. Đó, mặc cũng tương đối là thoải mái. Con này khá là hay. Con này sẽ có mã là G192. Quý anh chị chúng ta thích thì chúng ta có thể là đặt em này. Cái màu xanh than này sẽ là một cái màu mặc rất là dễ dàng cho quý anh chị chúng ta phối với các cái trang phục khác. Đó, con này cực kỳ đẹp luôn. Rồi từ form dáng cho đến chất liệu, em đánh giá con này tương đối là ok cho quý anh chị này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một con xanh than tiếp. Con xanh than này thì sẽ là một con form dáng suông thôi, cũng không có gì để nói nhiều. Con này sẽ là hơi co giãn một chút. Chất liệu thì nó sẽ là một chất liệu hai lớp, bên trong có thêm một cái lớp nỉ như này. Và con này đảm bảo là ấm áp. Điểm đặc biệt con này là cực kỳ dày dặn vậy thôi, còn đâu form dáng của nó sẽ là cái dáng suông như thế này, không có thêm một cái chi tiết gì hết. Rồi con này sẽ là mã là G193, chiều dài là 100, bụng sẽ là 80-92, đùi 29 và ống là 16. Rồi con này cũng tương đối là ok cho quý anh chị này. Chúng ta có thể mặc ở nhà hoặc đi ra ngoài vẫn được vì ngoại hình của em này trông cũng khá là lịch sự. Ok, rồi mã G193. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con gió của Puma như thế này. Con gió của Puma, con này thì cũng là một con form dáng suông thôi. Cũng là một con hai lớp, bên trong là có một cái lớp nỉ như thế này. Con này cũng tương đối là bình thường thôi. Phối với các thứ thì cũng đơn giản, không có gì, rất là dễ mặc. Con này thích hợp chúng ta mặc ở nhà, mặc đi ngủ hoặc là mặc đi chạy bộ các thứ thôi. Mã là G194, chiều dài là 90, bụng là 64-92, có thể mặc vừa, đùi 30 và ống là 22. Trên đây thì chúng ta có một cái hình in logo thương hiệu là Puma như thế này. Rồi cũng khá là ok, một con quần ở trong tầm giá thôi. Rồi, chất liệu cũng khá là dày dặn, quý chị chúng ta ưng con này thì có thể là liên hệ để đặt hàng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con màu, cũng lại là một cái thiết kế màu xanh như thế này. Con này cũng khá là hay, thiết kế có một cái túi hộp ở cái phần đùi như thế này, trông cũng khá là hay. Đây, con này thiết kế thì nó cái độ hầm hố nó vừa phải, nó vừa độc đáo mà nó lại vừa nhẹ nhàng một tí. Đây, nó cũng là một cái quần gió hai lớp cho quý anh chị, để bên trong là lớp nỉ. Và chúng ta có một cái thiết bị để điều chỉnh cái gấu quần như thế này. Ở bên trên đai quần cũng là một cái thiết kế đai nhựa như thế này. Con này sẽ là mã G195, chiều dài là 94, bụng là 78-82, đùi là 27 và ống là 19. Rồi, con này cũng tương đối là đơn giản basic cho quý anh chị có thể lựa chọn để mặc con này. Form dáng cũng khá là dễ mặc, tuy nhiên con này chúng ta hơi lỗi một chút là nó hơi bị xước ở cái phần ống như này, hơi xước một tí thôi, không vấn đề gì cả. Chất liệu khá là ok, khá là dày dặn, quý anh chị có thể thấy đây. Mã là G195. Rồi, tiếp theo này chúng ta sẽ có một, cũng lại là một cái form dáng trông khá là công sở như thế này. Chất liệu gió này thì mặc cực kỳ là thoải mái thôi. Mã sẽ là G196, chiều dài là 100 này, bụng sẽ là 84, đùi 28 và ống là 19. Rồi, con này nếu như mà bụng quá rộng, quý anh chị chúng ta có thể là sử dụng thắt lưng ra. Em nó có đầy đủ cái đai quần như này cho quý anh chị chúng ta sử dụng. Con này sẽ là một cái form dáng trông rất là lịch sự cho quý anh chị chúng ta có thể là đi làm đi chơi được nha. Chất liệu thì là chất liệu gió một lớp, nhưng mà yên tâm là vẫn đủ cái, có cái độ dày dặn vừa phải cho quý anh chị. Rồi, con này sẽ có mã là G196. Quý anh chị ưng thì chúng ta liên hệ đặt hàng. Cũng khá là ok, con này cũng khá là ok. Rồi, sản phẩm tiếp theo nó sẽ là một con. Đây, con này cũng lại là một con form dáng tương đối là bình thường thôi. Form dáng rất là đơn giản cho quý anh chị chúng ta có thể lựa chọn những sản phẩm quần gió để mặc ở nhà khá là thoải mái. Mã là G197, chiều dài là 96 này, bụng là 76-92, đùi 30 và ống là 17. Một con hàng tương đối là đơn giản. Mã là G197. Rồi, sản phẩm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, một sản phẩm cuối cùng là một con của
Siori, con này mã là G198, chiều dài là 102, bụng là 70-96, đùi 33 và ống 24. Con này cũng là một con form dáng suông thôi, cũng không có gì để nói nhiều về em này. Và em này tương đối là độc đáo, vừa ở cái gấu quần thiết kế như thế này đây, có cái đường cúc như này đó. Từ cũng con này cũng là một con rất là hay, quý chị có thể lựa chọn. Và con này thì cũng là thiết kế hai lớp, bên trong có lót lịt rồi. Mã G198 tương đối là mới. Lựa chọn con này cũng là một cái lựa chọn rất là sáng suốt rồi. Vậy là tất cả những sản phẩm quần gió ngày hôm nay em đã lên hết cho quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị chúng ta đã theo dõi đến cuối video và xin được kính chúc quý anh chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.